Không, bán hàng thì không có tiền. Chồng em đi viện như thế, tiền đâu? Bây giờ không bán là xong, bảo là không bán một ngày là bảo không xem máy luôn. Gọi tên em mỗi ngày, bữa cơm chan chi toàn lệ đắng. Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mùa đông đã đến cánh chim lẻ loi. Tập quên em mỗi ngày, cười bản thân rồi lừa con tim. Hỏi lòng em có nhớ về ngày xưa ước hẹn từ là mình đó nghĩ về ngày xưa. Là do anh lỗi lầm và buông tay lỡ mất người thương. Dù thời gian trôi hững hờ, anh vẫn mãi chờ dù chẳng hồi ấm bóng người xa xăm. Nhìn trời cao khấn nguyện sẽ gặp lại em nói lời yêu em. Ôi em chứ kìa, bây giờ mình sẽ cho anh em vào game yêu mình em nào. Ok anh em bây giờ. À em nhỉ, khác này. Em thấy ông ta được chính cực kìa, nhiều game cho em bảo xếp mà lựa chọn luôn. Mình anh, kiếm kìa con game này cho nên là mình đã gọi là tổng cấp. Mình giới thiệu anh em, ok anh em. Đây là kìa bên này, bên góc bên tay phải. Cực kìa nhiều cổng hạt là sẽ có thể tạo mô bên sau này để cho bài trình trên giấy luôn đi. Đấy, cực kìa nhiều cổng hạt luôn. Đây là phần vòng quay sự kiện xe tiền này. Đấy, ok anh em. Còn đây là phần đồ chói em nhá. Anh em biết đầy đủ thông tin của anh em ở đây. Sau anh em liên kết xuống khoảng anh em sẽ đổi chuẩn được. Và mình giới thiệu cho anh em các cái phòng quay này. Mà vàng kim cương này. Đấy. Sự kiện này báo danh cũng có tiền anh em ạ. Đây này. Đây là cây tiền này. Ôi anh em, mình sẽ đặt link con game này ở trong phần bình luận. Anh em ấn vào tải vào và chiến đấu với anh nhé. Con game cực kỳ uy tín, nhà cái nước ngoài được uy tín cao 100% anh em ạ. Ok, và video anh nhá. Ôi anh em ạ. Mình đi hôm nay thấy tranh cứ buồn từ tối giờ mọi người ạ. Đấy, từ hôm Hoàng đi viện bây giờ. Nói chung buồn lắm, nói chung là giờ tranh nhà chung con, Hoàng em cứ trên viện. Đấy, giờ kia là vợ của anh Tùng. Rồi mình lên mình gọi anh em xuống này. Nói chung là từ tối giờ tranh không ăn gì. Anh em trên này nói chung là mình nghỉ để thấy tranh buồn. Mình đang định xuống dưới. Anh em đâu hết rồi? Anh xuống dưới xem tranh nào nó cứ buồn buồn ấy. Từ lúc trưa đến chiều bây giờ kiểu Hoàng em từ kiểu đi viện mấy hôm nay ấy. Nó cứ buồn buồn kiểu gì. Đúng rồi. Anh em đi xuống này. Bây giờ có được mấy anh em ở nhà ấy. Sao? Cứ ngồi khóc ở dưới kia ấy. Cứ vẫn ngồi khóc em biết đâu ấy. Em đang đi xuống thế này thấy thế em ơi. Đi xuống. Tranh đấy. Chắc mấy hôm nay là Hoàng em đi viện không ở nhà. Con quấy suốt. Học à? Hoàng em xuống bảo là Hoàng em sao đi viện không về. Thôi con thì em. Sao đây? Đây cũng ngồi khóc này. Sao đây? Sao à? Cơm thì anh bảo là ăn không ăn cứ ngồi từ tối giờ. Mẹ con cơm. Chưa không ăn rồi. Tối ăn vào thì mà cơm không ăn sao cũng không ăn được không? Chuẩn ta. Mệt á. Nên ngủ đi, ngồi làm gì? Chồng đã làm viện thì vợ này không ăn ăn gì nữa. Thì cháu đâu rồi? Giờ mày ngủ nữa thì ai cho quý. Rồi, bây giờ đi ăn uống, chú ăn uống, chú vào. Rồi, đi lên đi vào ăn cơm, lên ngủ đi. Vào ăn uống. Vào đâu? Vào đâu? Gì nhỉ? Anh bảo anh đi về. Cũng chuẩn bị được về, đi có bài cũng nằm ở đấy không? Hôm nay đừng bán hàng nữa. Nay thôi nghỉ. Mệt quá, thôi tạm nghỉ hôm. Em nay làm bốn thì. Thank you.
Thằng Cóc vẫn trên đấy đây. Thằng Cóc có ngồi trên đấy làm gì để nó. Bệnh viện không cho vào đâu nghe, hiểu không? Cho nên là bệnh viện chỉ một người thôi. Anh em thay nhau vào chào. Người khóc không sao mà mấy hôm nữa về. Biết đâu mai kia nó về khóc làm gì. Bây giờ hàng ôm ở đây hàng mấy trăm triệu ở đây đây. Chả ấy đây, cứ suốt ngày no bây giờ Hoàng em nằm viện rồi. Có sức khỏe mới làm được đúng không? Có sức khỏe mới làm được chứ giờ yếu hết làm gì? Tôi ấy Ngọc dìu dìu chạy lên phòng đi. Thôi tí mua cháo ấy, tí mua cháo, cháo hầm với cháo chim ấy. Không bỏ Ngọc anh Tùng với Ngọc dìu tranh lên phòng nghỉ đi. Đừng ngồi đây khóc nữa. Đưa Ngọc lên phòng đi. À đưa Tranh lên phòng đi sau rồi. Ngọc đưa Tranh lên phòng đi sau mấy anh em lên viện sau. Cứ ngồi đi khóc làm gì gió máy thế này. Gọi tên em mỗi ngày, bữa cơm chan chi toàn lệ đắng. Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mùa đông đã đến cánh chim lẻ loi. Tập quên em mỗi ngày, cười bản thân rồi lừa con tim. Hỏi lòng em có nhớ về ngày xưa ước hẹn từ là mình đó nghĩ về ngày xưa. Là do anh lỗi lầm và buông tay lãng mất người thương. Dù thời gian trôi hững hờ, anh vẫn mãi chờ dù chẳng hồi ấm bóng người xa xăm. Nhìn trời cao khấn nguyện sẽ gặp lại em. Đi đi sao anh em lên viện đi. Thế bây giờ mấy anh em lên nhá, em đi mua cháo cho Tranh. Ừ, mình bài đi. Bây giờ chưa cho tiền mua được. Chờ có anh đưa rồi. Đi đi đi, anh mấy anh em lên đi. Để em đi mua cháo cho Tranh. Thế giờ thì khỏi em. Mấy em lên đi nhá.